Yo, hello mọi người, danh là mình Mai đang đây. Và cứ sau mỗi 2 tuần là tôi thấy cái ví của tôi nó sẽ vơi đi một tí xíu. Anh em biết tại sao? Ai mà biết được. Là tại vì cái mùa vép này nè mọi người, cứ 2 tuần nó sẽ reset lại một cái mùa mới. Trời ơi là trời, có 109.000 mà mọi người xem nè. Quà quá trời quà luôn mọi người. Để sao không làm được. Trời ơi là trời, nhưng mà có một cái điều đặc biệt là như này nè mọi người. Những cái người đối tác, những cái người partner của game như là Dịch nè, chị Tiêu nè, Xuân Như Chanh nè, khi mà cái mùa vép play này ra mọi người, thì cái những đối tác, những cái partner của game á, họ sẽ nhận được hết tất cả các quà trong vòng 1 ngày luôn nha mọi người. Giống như Dịch á, mỗi lần ra cái mùa vép play mới là Dịch nhắn tin cho tôi là Mai ơi, lên phòng của tôi mở quà với tôi đi. Trời là trời, tôi buồn quá chữ luôn. Tôi nhìn đâu bịch mở xong mà nhận hết quà trong vòng 1 lần, tôi buồn quá cái chữ luôn. Nhưng mà anh em ơi, hôm nay mình đã có một cách là nhận được hết tất cả các quà trong vòng 1 lần luôn, mọi người biết sao? Đó chính là nạp tiền chứ sao nữa. Nhưng mà anh em ơi, mình có một điều đặc biệt hơn nữa, đó chính là mình không cần nạp tiền nhưng mà mình vẫn có thể nhận được hết tất cả các quà trong 1 ngày luôn. Anh em biết làm sao không bé ơi? Đó chính là đi mượn ạc của người khác để review hay chứ sao nữa mọi người ơi. Ok anh em ơi, mình vừa mượn được một ạc của một người bạn của mình là gọi là sao ta, siêu đại gia luôn nha anh em ơi. Mỗi lần một VIP pass nào ra là bả nạp hết full luôn, nhưng mà hôm nay là tôi mượn được để mà tôi mở và tôi review cho anh em xem là cái mùa gọi là mùa cô bé hoàng khăn đỏ và xó này có những gì mới và có những gì hay. Anh em cùng chờ xem nha. Ê nhưng mà khoan đã anh em ơi, trước khi vào video này thì tự nhiên tôi chợt nhớ ra là tôi đang có 2 cái vé quay miễn phí hôm bữa game cập nhật xong game cho mọi người, cho nên là bây giờ tôi sẽ thử mở xem thử xem là tôi ra được cái gì nha mọi người. Dồn hết nhân phẩm vào nha. Dạo này tôi cảm thấy là tự nhiên trong người tôi nó đang có một cái luồng sinh khí may mắn á mọi người, cho nên là tôi sẽ thử mở xem nó ra gì nha mọi người. Đây cái hộp này thì tôi full rồi, bây giờ tôi tìm cái hộp khác nha anh em. Cái hộp đây, cái hộp dâu bắp thăm chua ngọt này là tôi cực kỳ thích cái chiếc xe này luôn nè anh em. Đó, cái xe đẩy em bé quả dâu tôi cực kỳ thích luôn mọi người, cho nên là bây giờ tôi sẽ dồn hết tất cả gọi là sự may mắn của tôi, sự hên của tôi là tôi dồn vào đây nha, để xem coi nó ra gì nha mọi người. Bây giờ mở thử một hộp nè. Ra xe em bé đẩy dâu đi, xe gì xe đẩy em bé dâu đi, alo, ra đây. Ôi là trời luôn á, tiện cho tôi cái gối dâu chi vậy, tôi đâu có cần gối đâu trời, nhà nhiều gối lắm rồi. Lại một cái cuối nè mọi người, xe em bé đẩy dâu nha. Bây giờ tôi sẽ dồn hết năng lượng vào nè. Đó, tôi dồn hết vào cái điện thoại của tôi nè mọi người. Đó, bây giờ ma thuật nè. Đó, hên là đi vào đây hết nha anh em ơi. Bây giờ vào thử nha. Xe em bé dâu, xe em bé dâu. Em ơi đừng khóc mong tôi trước mắt sẽ bắt em đi. Trời ơi là trời, sao cho cái dây leo trang trí tường làm gì trời, tôi cần cái xe em bé để dâu mà. Ôi bây giờ tôi sẽ chuyển qua cái gạt của bà kia liền luôn mọi người. Bây giờ tôi đứng đây là tôi xui lắm rồi mọi người. Trước khi vào video thì mọi người đừng quên là nhấn đăng ký và nhấn thích cho video này nha mọi người ơi. Còn bây giờ thì let's go. Đây mọi người ơi, trên màn hình của tôi đó chính là cái ạc mà tôi vừa mượn xong nè mọi người. Ạc này có tên là em bé xoài non nha mọi người. Đây để tôi xem nha, để tôi cho mọi người xem nha. Đó mọi người thấy không, vừa xinh vừa giàu mà có làm TikTok với YouTube luôn mọi người. Nếu mà ai chưa xem kênh của bạn này thì mọi người nhớ vào xem nha mọi người. Ok. Đó còn bây giờ là tôi check thư thử nha. Đó vừa mua là sản phẩm tiền tệ luôn nè mọi người, 195 kim cương luôn. Đây còn gói sản phẩm cao cấp, nhưng mà hồi nãy là bà lỡ tay mua 2 gói nha mọi người. Trời đúng là giàu có khác luôn anh em ơi, lỡ tay mua 2 gói luôn. Nhưng mà cái gói này là để tháng sau mới xài được nha anh em ơi. Đó rồi còn bây giờ là mình sẽ đi vào mình xem thử nha. Ủa mua quá trời kim cương luôn, sao xong nạp VIP trời, để bỏ qua quảng cáo trời, là trời mua gì đâu mà mua nửa mùa vậy trời. Ok nhưng mà không sao nha, người giàu người ta sẽ luôn luôn có lối đi riêng nha mọi người. Bây giờ mình sẽ thử vào xem nha. Trời ơi là trời, cái mùa mới nè, bây giờ mình sẽ thử là gọi là mình mua hết luôn nha mọi người. Nhưng mà khoan đã, trước khi mua là anh em cho tôi gác chân lên cái tí xíu mọi người ơi. Đó tôi quay clip là tôi phải gác chân như thế này là tôi mới quay được nha mọi người. Đó rồi bây giờ là mình sẽ mua hết nha mọi người. Đó mình sẽ tiến hành mình mua hết nè, 10 kim cương. Trời ơi là trời, sao mà tốn tiền dữ trời. Đó, mỗi lần mở một level là 20 kim cương nha mọi người. Tôi nghe tôi là tôi thấy hết cái mùi gọi là mùi giàu sang, gọi là mùi quyền quý đây à anh em ơi. Đó, trời là trời luôn, tôi mở mà tôi rung tay luôn mọi người. Tôi chưa bao giờ mà tôi mở một lần full như vậy luôn á. Ôi là trời. Ủa là trời, đúng là Dung chịu chơi thiệt chứ. Đó. Ê xoài ơi, nếu mà xoài có giàu mà xoài dư tiền thì xoài nhớ tặng cho Mai gọi là những cái quà mới trong game đi xoài ơi. Cảm ơn xoài nhiều nha. Đây. Đó, bây giờ tôi sẽ mua. Ủa tự nhiên tôi hét lên làm gì ta, tôi phấn khích quá trời. Đây, tôi sẽ mua hết full xong rồi tôi sẽ mở từng cái xem là mùa VIP pass này có những gì mới nha mọi người. Đây, tôi thấy gọi là có quá trời thứ mới rồi đó. Tôi háo hức mở cái chuyện luôn em ơi.
Nhưng mà bây giờ là phải mở full hết đã. Trời là trời, cảm giác của tôi cầm cái hạt này sao tôi cảm thấy là tôi sai lên mấy phần luôn anh em. Ok bây giờ tôi sẽ mở hết nha. Anh em biết không, mỗi lần mà anh em muốn mở full đó anh em là anh em phải tốn là 600 kim cương nha mọi người. Phải hình như là 600 kim cương hay sao, tại vì mỗi level là mọi người sẽ tốn 20 kim cương và 30 level là mọi người sẽ tốn 600 kim cương nha mọi người. Trời là trời. Đi học giỏi toán nhất lớp nha anh em. Anh đu. Trời tính một phát ra luôn nha mọi người. Đó, giờ 600 kim cương mở phát ra luôn nè. Trời là trời, mở biết chừng nào mới tới. À đây đây, gần tới mọi người. Đó, quá đỉnh luôn anh em ơi. Rồi, cái level cuối nè. Rồi, đó, coi như là max nha anh em ơi. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ tiến hành mở những cái quà mới trong cái mùa gọi là cô bé hoàng khăn đỏ và sói nha mọi người. Bây giờ mình sẽ mở những cái tiền trước nha anh em ơi, mình sẽ nhận tiền trước đi. Đó, mình sẽ nhận tiền trước đi, còn mấy cái vật phẩm mình để sau mình sẽ để từ từ anh em ơi. Đây, 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 nhận tiền trước, nhận tiền với kim cương trước. Trời là trời, tôi ước gì cái hạt này là hạt của tôi luôn anh em ơi, nhìn dầu mà nhìn sướng quá trời mọi người. Cái cảm giác một cái mùa nào đó nó vừa ra cái mọi người full đồ đi ra ngoài sảnh plaza. Rồi nhìn là đỉnh quá cái chữ luôn. Đó, bây giờ tôi sẽ nhận hết tiền nha mọi người. Trời là trời, có giày cô bé hoàng khăn đỏ tôi háo hức ghê. Tôi lát nữa tôi phải mở liền mới được. Từ từ, bây giờ mình phải cố gắng là mình gọi là mình nhận hết tiền nha mọi người. À, đây. Có cái hộp cao cấp nha mọi người. Bây giờ mình xem thử mở nha. Xem dạo này nhân phẩm của tôi sẽ tới đâu nha mọi người. Ok. Mở một hộp nè. 65 tiền sao. Ok, hộp thứ hai. Dạo này tôi hên lắm mọi người ơi. Ủa, ra cái bàn là sao trời? Ủa? Lần cuối mọi người ơi. Mũ câu cá chắc chắn cổ điển như phong cách. À, chê nha. Trời ơi là trời luôn, mở gì đâu kỳ vậy trời. Ok, tiếp theo là tôi sẽ mở tiếp nha mọi người ơi. À, đây em ơi. Ở đây mình còn một cái hộp cao cấp nữa. Bây giờ tôi sẽ kiếm một cái món quà ở những cái một cái đồ tím ở trong game nha mọi người. Mở. Tiếp nè anh em ơi, tiếp. Trời là trời, khối đất màu mỡ. Trời là trời, tôi đâu có cần cái khối đất này đâu. Cái cuối nè. Không tay màu đen, ai mà thèm trời. À, bây giờ tôi sẽ mở hết luôn nha mọi người. Bây giờ tôi sẽ nhận hết quà, nhận hết tiền sao với kim cương đã. Rồi, bây giờ hộp sang trọng nè mọi người ơi. Bây giờ nè, tôi sẽ dồn hết tất cả gọi là sự may mắn, gọi là sự hên của tôi vào cái hộp này nha anh em ơi. Bây giờ mở thử nè. Ra cái gì đây? Tiền sao? Tiếp theo. Cái gì vậy trời ơi là trời, xong cho quần áo, cho cái tóc gì đâu, xịn xịn tí xíu mà cho củi chi vậy trời, tôi đâu cần đâu. Cái gì đây? Áo sơ mi phối caro. Ôi là trời luôn á, xin luôn á, cho cái gì nó xịn xịn xíu đi là trời. Không bé ơi. Ôi là trời luôn, bây giờ mượn ặc của người ta, bây giờ vô là phải mở cái gì ra cho nó hên hên tí xíu để lần sau mượn còn cho chứ, bây giờ mở ra toàn ba cái đồ xui xui này sao mốt mượn review cho anh em ai mà cho nữa. Tiếp theo. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Ghế căng tin. Ơi là trời luôn á, sao nay xui dữ người ta. Quá điều mình không tin luôn á. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ thử mở những cái quà mới trong cái mùa cô bé hoàng khăn đỏ và sói để xem cái này là gì mọi người. Ủa, sách cổ điển bay trên không trung. Ủa này là gì ta, sao mùa phép play mới là có sách chi vậy trời. Để lát nữa tôi sẽ xem nó là gì nha mọi người. Ủa à, đây còn dính một cái hộp thường nè. Nhưng mà hộp này tôi cũng không mong gì đâu mọi người, tại vì tôi xui. Nãy giờ vừa nói xong cho cái quạt máy luôn anh em ơi. Không hiểu luôn. Trời ơi là trời luôn, cái đầm cô bé hoàng khăn đỏ này đẹp nè. Đẹp mọi người. Trời ơi nhìn dễ thương quá trưởng. Đây mũ cô bé hoàng khăn đỏ. Trời là trời. Cái này nếu mà anh em nghĩ xem, anh em thử tưởng tượng xem cái này mà đi với cái gọi là cái làn da đen của tôi với cái mặt hơi bị đẹp của tôi nè, nó sẽ như thế nào, để lát nữa tôi ra tôi chỉnh thử nha mọi người. Giày cô bé hoàng khăn đỏ này, ok bây giờ tôi sẽ nhận hết luôn. Hộp thường. Nói chung mấy cái hộp này là tôi không có cái gì gọi là hy vọng hết rồi anh em ơi. Đây, mặt cô bé hoàng khăn đỏ. Ủa cái mặt này cũng đẹp nha mọi người, nhìn tay tay. Nhìn tay ninh bãi trưởng luôn anh em ơi. Đó, nhìn cũng đẹp nha. Rồi. Tiếp theo là giỏ bánh mì. Giỏ bánh mì này chắc là để cầm thôi mọi người. Ghế lười sói êm ái. Cái ghế lười đâu mà nhìn dữ dằn dữ trời. Rồi tiếp theo, đó chính là chiến tích săn sói. Cái này chắc đồ đi co thôi anh em ơi. Rồi rèm trăng rằm và sói. Cái gì mà đồ tím mà xoay dữ người ta. Để lát nữa tôi sẽ gắn linh lên trong nhà thử xem là coi nó là như thế nào nha anh em. Giường miệng sói. Ê mọi người, cái giường này đẹp nè mọi người ơi. Cái giường này tôi thấy đẹp nha mọi người. Để lát nữa tôi phải gắn vô nha. Cuối cùng là con gấu búp bê nha mọi người, để mà chân nha anh em ơi. Đây, cái giường này đẹp vãi chưởng luôn. Rồi xong, bây giờ tôi sẽ, cái mà tôi gọi là đang háo hức nhất là cái gọi là cái gì ta, cái cuốn sách bay trên không trung á mọi người, để tôi xem thử nó là xe đúng không. Đấy chưa, tôi đoán chính xác luôn mọi người, đó chính là xe nha mọi người. Bây giờ tôi sẽ thử coi. Đẹp mọi người, nó sẽ nằm lên trên đây luôn mọi người. Xịn vãi. Trời ơi là trời, coi nè. Cái nhưng mà cái này chở được người không ta? Ê bạn ơi,
Ê bạn ơi. Ê, đừng có bắt côn trùng nữa. Mày lên đây mình trả nè bạn ơi. Alo. Bạn ơi. Ê. Trời ơi, hình như là cái này không chở được người rồi mọi người, nhưng mà nhìn đẹp quá chữ luôn mọi người. Ok anh em ơi, bây giờ tôi sẽ mặc thử coi cái bộ cô bé hoàng khăn đỏ nó đẹp cỡ nào nha anh em. Nhưng mà trước khi gọi là mặc cái bộ đồ này vô là tôi phải tiến hành những cái bước gọi là trang điểm cho cái nhân vật này đó mọi người. Theo như cái xì tai của tôi là phải da đen nè, cái mặt xấu đâu ta. Ê lộn, nhầm, cái mặt dễ thương đâu ta. Đây, cái mặt dễ à, không phải cái mặt dễ thương của mình đâu. Đây, rồi chính xác rồi. Đây đúng là cái xì tai của gọi là Mai Đen anh em ơi. Đó, nhìn vô. Trời ơi là trời, hơi bị xinh luôn mọi người ơi, còn cái giày nữa đâu? Cái giày cô bé hoàng khăn đỏ này. Trời ơi là trời, đúng chất cô bé hoàng khăn đỏ luôn mọi người. Nhưng mà cô bé hoàng khăn đỏ này là cô bé hoàng khăn đỏ da đen nha anh em. Này, đây, bây giờ còn cái vỏ bánh đâu ta? Cái vỏ bánh nằm đâu? Trời ơi là trời, nhìn. Ê mọi người, ví dụ cô bé hoàng khăn đỏ này không biết sói nó có dám ăn thịt tôi không nữa mọi người. Chứ tôi là tôi thấy là tôi chê nha mọi người. Rồi bây giờ là mình sẽ tiến hành mình đi về nhà để mình xem thử coi là nó có, những cái đồ decor nó sẽ như thế nào nha mọi người ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào nhà nha mọi người. Đây nhà của em bé xoài non, thật ra là tôi cũng chưa vào bao giờ luôn, để tôi thử vào xem coi có gì nha mọi người. TikTok Thiên Vi 201 nè mọi người, nhớ mọi người vào follow nha mọi người ơi. Rồi bây giờ tôi sẽ vào thử xem nha. Đây. U là trời luôn á, nhà giàu thiệt. Ủa sao nhà giàu dữ vậy? Ôi là trời luôn mọi người. Thì ra bà này gọi là không những giàu về tâm hồn mà còn giàu ở trong nội tâm luôn nha anh em ơi. Mọi người nhìn nè, một con đồng này là mấy chục vạn anh em ơi. Trời ơi là trời, sao nhiều dữ vậy? Sao xin nó đâu mà nhiều giờ một nhiều rộng vậy? Tao xin con nha. Trời ơi là trời luôn á. Bây giờ ok, bây giờ tôi sẽ thử bỏ những cái đồ đi con mới ra nha anh em. Đây. U cái gì đẹp quá mọi người ơi. Đây. U trời ơi, sao nhiều đồ dữ vậy? Để tôi thử xem nha mọi người. Cái này là gì đây? Trời ơi con búp bê này siêu ngầu luôn mọi người ơi. Đây. Trời mỗi lần mà mọi người đi tới nó sẽ hiện ra nguyên một cái hình con sói luôn nè. Ôi ơi sao mà ngầu dữ vậy trời. Nhưng mà mình tôi thì tôi cũng có, nhưng mà phải mười mấy ngày nữa tôi mới được nhận được mọi người ơi nè. Trời là trời, mọi người nhìn nè, nó không những nó hiện lên hình con sói mà mọi người nhìn thử xem. Đó, ở xung quanh nó còn tỏa ra cái gọi là cái gì ta? Cái này cái gì ta? Cái ám khí nha anh em ơi, tôi tạm gọi là cái ám khí nha. Trời là trời, đẹp dữ ta. Cái này là gì đây? À cái rèm đi vô là nó hiện ra cái hình con sói này. Ồ đẹp. Cái tiếp theo đó chính là cái đầu với cái ghế đúng không? Trời là trời, ở cái ghế lười. À cái ghế lười, tại sao nó tên là ghế lười? Tại vì là khi mà mình ngồi là mình phải nằm nha anh em ơi. Trời ơi là trời luôn á. Rồi tiếp theo đây là gì đây? Cái này là tôi thích nhất nè mọi người, cái giường đầu sói này anh em. Nhìn đẹp quá trưởng luôn mọi người ơi. Trời ơi là trời, ôi là trời luôn á, sao đẹp dữ vậy trời. Nói chung là theo như tôi cảm thấy cái mùa này là khá là ngầu nha anh em ơi. Cái mùa này là nếu mà ai mà muốn mua thì mọi người mua ngay đi mọi người ơi. Tại vì nó có một cái sách cổ tích bay trên không nè mọi người. Cái này nhìn gọi là nhìn khá là đặc biệt á. Bây giờ tôi sẽ thử ra tôi bay lại thêm một lần nữa thử xem nha. Đây, trời là trời, nhìn nè. Mọi người nhìn nè. Ủa sao nhìn gọi là nhìn tôi mập dữ người ta. Khi mà mọi người bay mọi người để ý nha. Anh em khi mà anh em bay anh em để ý là nó có mấy cái ngôi sao, nó còn có cái hiệu ứng ngôi sao nữa nè mọi người. Trời là trời, cái mùa này tới công chuyện với tôi thiệt chứ. Ok anh em ơi, vậy là mình vừa nhận xong và review xong những cái món quà gọi là có trong cái mùa cô bé hoàng khăn đỏ và sói mọi người. Nếu mà mọi người thích cái món đồ nào trong cái mùa này nhất thì mọi người nhớ comment cho tôi biết nha. Còn bây giờ thì bye bye, đừng quên đăng ký kênh của mình nha mọi người ơi. Bye bye.